chào mọi người nha. Lại là ba con báo này cả nhà. Em mẹ mày. Ngày hôm nay xuống phục kích nhà bà Tám tiếp mọi người nghe. Cái cánh cửa mà gỗ quý gì qua sao vậy? Bán chưa? Chưa, chiều nay ông Vinh xuống coi nè. Bán ra ổng mới được cái bồn cầu à. Bán bồn cầu ổng rồi cười. Còn cánh cửa chiều nay ổng xuống coi được bán luôn. Bán bồn cầu chưa? Đó rồi. Thì tiền đâu? Được có 160 ngàn thôi. Rồi tiền đâu? Đây nhá. Ủa sách rồi quán im cu luôn trời. 10 ngàn với cha nội. 160 ngàn có 10 ngàn với ba. Tiền đâu? Đây. Ờ à, rồi. Trời. Rồi chia đi, chia đi. Chia ra thôi. Tôi hết rồi. Cái gì không bán đâu. Để bán cánh cửa rồi xong rồi chia. Ví dụ mà cái tiền mà 1,2 triệu của mày trong đó thì mày lấy nhiều một chút. Ví dụ cái này 160 thôi mày lấy 100, tao 30, thằng 30. Mày bán cái cửa kia cũng vậy. Ừ. Bây giờ chưa đủ bo đâu. Bây giờ nghiên cứu vô. Lụm cái gì tiếp đi. Cái gì giá trị hơn cánh cửa đi. Kiếm gì bán tiếp hả? Giờ không hết biết cái gì giá trị luôn rồi đó. Còn chóng hết giá trị hết cái đồ giá trị hết à. Ủa sao vô bây giờ mình ngu vậy ta? Cái gì? TV tủ lạnh không lấy bán tàu lao không trời? TV tủ lạnh là ở trong nhà, sao mà vô trong nhà được? Ừ ha. Vô nhà gặp con Huế đang nằm đợi sẵn nữa thì má ơi. Trời ơi trời. Thầy. Thầy đó. Khúc đó thầy. Gặp nó thầy bảy tên nữa. Thẻ bắt dịch đi. Đùi. Đâu? Thẻ. Cầm kìa. Nó đùi bây giờ ấy trời. Ê, một bậy luôn kìa. Dịch bây giờ bị bắt là nó la liền. La nó mà la. Mình mở lại. Mình mở lại cho thầy ngu quá thầy. Một thằng bắt hai con là được rồi. Một quả dịch bây giờ là 1 kg là cũng phải 5-60 ngàn nha. Mà một con là tầm khoảng 2-3 kg. Quay xong rồi. Hai. Nhị sư huynh, hãy coi nè, trời ơi, bây giờ tính sao bây giờ nhị sư huynh? Nói gì nữa? Nói cái gì ở đây sầm xì gì đó? Nói gì đây? Được khoan chạy người. Khoan chạy. Nói tính vô mua dịch của chị Tám. Mấy tụi mày ở đây bàn vụng mà muốn vô nhà tôi ăn cắp ăn trộm nó như gì? Lấy cái gì nữa phải không? Tôi lấy đâu? Tính cười tôi lấy đâu? Em đi đây là em. Tụi em thấy mấy con dịch cô Tám bự rồi tính vô hỏi Tám bán lại con hỏi con về nấu cháo ăn. Thôi đừng mới đánh chúng lặng nữa. Bây giờ tôi hỏi mày cái đó mày trả lời cái đó đi. Mày cái bây giờ mày đem đi đâu rồi? Đem gì? Ai biết đem gì? Cái cánh cửa với cái bồn cầu đó. Cửa với bồn cầu ở đâu? Thì em đâu biết. Trời ơi trời, camera nó tu hết rồi cậu bảy ơi. Camera gì vậy? Nhà tôi có camera, tao có chương phương qua hết rồi. Mà tao mổ mày không á. Ủa nhà anh chị nghèo hồ sơ nhà xác vậy cũng có camera nữa. Trời ơi trời, có cậu bảy nói chuyện kìa. Trời ơi, nhà nghèo chứ cũng phải có cái camera tu chứ, tu coi chứ. Ủa camera chỗ nào em? Tôi nói cho mày biết mà, để mày tháo nữa hả? Mà tại sao mày vô mà ăn cắp cái cánh cửa của cái toilet kìa tôi. Ủa mà camera gì đặt chỗ toilet trời. Mày sẽ tra tôi tạc ở đâu cho mày biết mày lấy nữa hay sao? Mày hỏi gì nữa? Rồi, cái vụ cánh cửa là em thấy nó cũ quá, em đem ra cho ông thợ mộc của ông đánh bóng lại giùm cho anh chị Tám. Rồi đem về trả chị Tám là giống như là em làm hứa là nó tích đức rồi mốt con cháu mình nó giàu cho rồi thấy. Tôi không nhờ mày đâu mày đem đi. Không cái đó là mày kéo cánh cửa bả rồi đi, tôi đặt ô tô đi thì ngoài còn được á, bả mà tôi mà hôm qua bả tối mà bả ra ngoài đủ rồi. Một lỗ đâm thêm mấy lỗ nữa sao? Mẹ dựng Tám. À ý Tám nói là bà Tám tối bà Tám không có vô toilet ngồi, nhưng mà bà Tám đi ra ngoài bụi ngồi. Đúng rồi. Cái gì nữa? Là lỡ bị thằng sơ ớt nó đâm mấy lỗ rồi sao hả? Không phải sơ ớt đâu, mày biết cái gốc cây này nè. Tôi còn mới nói kìa. Mà lỡ bả đi ngoài nè. Đâm thêm mấy lỗ rồi lỗ đâu mà xài, tôi biết lỗ nào tao xài lỗ nào. Mày nói tao ớn rồi. Mà thằng nào? Nó thiệt mà. Thằng nào đâm bà Tám mấy lỗ ghê à? Mấy cái gốc cây ngoài á, ai dám đâm đâu, mấy cây nó đâm á. Thôi nói cái khác đi. Cậu Bảy bây giờ tóm tắt nói vậy đi. Bây giờ cái bồn cầu bà Tám đâu? Cái cánh cửa đâu? Cái cánh cửa là em nói gì Tám nghe. Là em thấy nó cũ.
em đem lại cho ông chạy mọc, ông đánh bóng lại giùm, ngày mai em đem lại trả. Còn cái toilet là em tưởng là chị bỏ, em đem bán rồi. Bán được nhiêu? Bán được 50 ngàn. Trời ơi trời, tao lạy mày luôn cậu bảy ơi. Cái toilet mày đem bán 50 ngàn, toilet người ta 500 ngàn lặng. Nhưng mà em bởi vì em chỉ bỏ để ngoài sân em đem đi bán thôi. Mà toilet tôi còn xài á, đó tôi thay ra cho bà, vì bà không đi cái toilet đó được, là tôi lấy cái đồ mua cái toilet đó tôi thay da thôi đó. Nhất khớp không đi được, có thay da bỏ đó còn xài, mà cậu bảy đem đi bán được 50 ngàn, sao cậu bảy tệ với cậu bảy, cậu bảy hết thời rồi cậu bảy. Trời em trời. Tưởng tôi bỏ em đem đi bán thôi. Bỏ ra mà bỏ đồ ta nhà mà bỏ. Bây giờ mày bán được bao nhiêu tiền? 50 nè, không tính. 50 ngàn mà cũng đem đi bán được mà suốt ngày đi kêu mày không có mày tôi nghe mày mà xong mà hỏi tôi đi. Trời đúng là thiệt nè, lỡ bán 50 mà trả em chị 50 nè, không có lấy 50 đâu, bây giờ bồi thường tiền thuốc đây. Bao nhiêu là em bán giùm cái toilet cho anh chị thôi chứ dục mày mưa hồi nắng là không ai mua. Không có biết, bây giờ bồi thường cái tiền thuốc nè. Ủa mất mới bồi thường tiền thuốc. Tiền thuốc bà Tám hả bị mũi cắn nè. Tiền thuốc bà Tám hả bị mũi cắn nè. Mũi cắn bên cành hết rồi. Mình định gì trời? Không có cánh cửa nè, không có cánh cửa đóng cửa nè. Bả nó ra ngoài vừa ngoài bờ vườn hôm qua đó, nó mũi thì nhiều nó cắn cánh không còn cái gì mà nói là hiện tại nữa. Làm chi trời? Nó đi cầu mà đi đâu? Đi vệ sinh mà nè đi đâu? Mũi cắn đi nó ngứa xíu hết thôi có gì đâu. Mày tưởng đây mũi ít hả? Nó bu đền hết luôn á, tới giờ á, thấy không? Do tại bà này nè, vợ tôi nè. Chứ có chỗ nào mà coi được đâu, có lít đó như cái chỗ đó là coi được thôi. Bây giờ ra ngoài nó mũi cánh bánh chành hết rồi mình. Mày nghĩ sao? Tại đây tới lên nè. Trời ơi, vậy hết xài. Vậy gì bỏ em đó. Các bạn ơi, các bạn đừng có nói nhiều nữa, bồi thường tiền thuốc đây. Thuốc cái gì vậy giờ em bán 100 rồi, mới đi mua về. Mua thuốc xí đích. Cái chuyện cái đích của bà Tám thì cái đích bà Tám bị, em có nhìn thấy đâu mà biết. Mà biết cái đền cái đích. Vậy chứ cậu bảy muốn sao cậu bảy mới đền nè cậu bảy. Chị bảy vậy về chị Tám nói mũi chích đích chị Tám tiền thuốc không? Giờ chị Tám rửa quần anh đi chị Tám em coi đúng em đền. Trời tôi chút phải buồn cười. Ông Tám đụng Tám. Vợ tao mày vợ mày mà muốn mày kêu cưỡi quần là cưỡi nha. Mày nghĩ sao mày nói vậy à? Ý là em muốn chứng minh sự thật, nếu bị vậy thì em đền tiền thuốc cho. Trời. Mày hay lắm ha, mày dám nói câu đó ha, mày kêu bả cưỡi quần cho mày coi nữa. Bây giờ như khi mà Tám cưỡi cái hết thời rồi, còn bảy thời đại luôn á. Xui, mày muốn lắm rồi, mày mới nói mày bạn mới nói câu đó già đó. Nếu mà anh chị nói bây giờ em ăn cắp cái cửa. Mà anh chị nó có camera. Không có. Ê, em cũng công nhận là em lấy cái cửa đem thợ mộc. Nhưng mà bây giờ để chứng minh là anh chị nói thì anh chị đưa cái khúc camera lấy cửa cho em coi đi. Camera. Ông Tám đưa điện thoại coi cho cậu bay coi. Mày coi nè. Thấy chưa? Phải mày không? Còn ai nữa có mặt mày phải chính tôi mày phải không? Tôi gì nữa tôi. Mày còn chống cãi nữa hả? Gọi cái khúc mặt. Rồi vậy còn cái mặt khúc chó mày còn cãi nữa. Khúc này thì có rồi, vậy còn cái khúc bà Tám đi toilet bị mũi cắn đâu? Trời ơi. Đâu, dưới ngoài có thấy đâu. Trời ơi, ở ngoài vườn mà sao mày hay lắm ha, ở ngoài vườn sao có camera? Mày muốn coi lắm nữa hả? Trời. Tại sao ở nhà có toilet móc mới đi ra đường ngoài vườn chứ trời? Có cửa đâu mà đi toilet. Trời ơi. Không có cửa. Nói nữa, cửa mày đem đi rồi mày nói nữa. Em chỉ lấy cái cửa thôi, chứ em đâu kinh cái toilet đi được đâu. Mà mắc mớ gì đi không được. Bây giờ đi người ta đừng có ngồi quay mặt ra ngoài cửa. Người ta quay cái lưng vậy đi thì ai thấy gì? Cái cậu bày đi vậy hoài gì? Ví dụ mà chị mặc cái áo nó dài không? Phủ cái gì? Hả? Không ai thấy chứ. Thôi. Mày đừng có dạy, đừng có ở làm tay rồi dạy nó. Không quen cái vụ này. Không quen vụ này, đừng có được ngồi đây dạy. Lấy nhà rồi cái đồ nhà tôi rồi tháo đi cái cửa mày đừng nói chuyện bố láo nữa, mày muốn cái gì nữa? Đưa 150 đây, không có nói bằng cái gì quại đầu quại chân chi hả? Ủa, có ngứa không hả? Bà Tám ngứa gãi xương hết cái mông luôn kìa. Em bán được có 50 giờ đưa 150 đây. 150 đây không nói bằng cái nhèo, cái tội này tội ngu nè, tội phạt nè. Em bán được có 50 thôi. Không, mày mất tiền túi ra đi. Nhưng tôi mà cái gì? Chuyện này em nói anh chị là thằng Thượng Gồm với con chuột Linh Sơn nó xúi em thôi. Ủa số chuyện gì? Nói em á là bây giờ đi lấy đồ mà 8 trừ 1.2 triệu. Chứ còn khơi đi cấp đồ em không cấp đâu. 1.2 triệu tiền nó mua chim giả gì đó. Ủa cái đó qua mà, có đòi gì nữa. Ê bà Tám không trả tiền nó kêu lấy đồ trừ. Trời. Không tin hỏi tụi nó coi. Chết chuột. Chuột. Chuột đâu? Ủa? Ủa? Thượng Gồm đâu rồi?
Chú ơi. Quá. Nó đi về rồi. Rồi xong rồi. Mày trúng kế nó rồi. Hết chuyện làm rồi. Giờ đưa 150 đây, không có bông có nói bằng cái nhiều. Đưa tiền đây. Bán được có 50 ngàn à, chỉ lấy 50 ngàn đỡ đi. Bây giờ mua thuốc hết 150. Bây giờ đưa 50 ngàn làm sao mà đủ. Hả? Cái tuổi này tuổi phạt ngu nè. Tự nhiên đi trúng ké nữ nữ nè. Mới gửi 60 em bù lỗ 10 ngàn đó. Nè chị lấy tôi thấy còn thấy còn 100 ngàn ở trong túi nè. Còn nào không? Còn cái đồng nào? Còn cái đồng chu rất bạc rồi đâu tiền có đâu. Sao cái túi này mày mong mốc? Nè nè, đó. Nè thấy rõ ràng chưa? Đóng tiền nè. Trả lại 10 ngàn không đó bằng cái nhiều. Ờ lấy đủ tiền thuốc thôi. Thôi đi về ta. Mà nhớ nè, cái cầu tiêu với cái cửa mày phải trả cho tôi đi nè. Bây giờ cậu bạn bây tính. Giờ mày phải kiếm bằng được á cho tôi đem về cho tôi nhá. Không ai chuyển nhượng nha. Bây giờ cái bộ cầu em bán rồi thì làm sao mà người ta trả lại được? Không cần biết. Tôi không biết này. Cái tiền không này có mượn, là... không có mượn cậu bậy đâu. Cậu bậy bán của tôi, cậu bậy phải chấp nhận đem về trả cho bà bây Tám. Bây giờ em không nói nhiều. Nói với anh chị giống như đàn khải tay cây. Cái này là em trả tiền cái bồ cầu 150. Không có bồ cầu gì hết á. Tiền này là tiền xích đất của bà Tám nha. Xích đất nha, rõ ràng chưa? Mày vừa thưởng cái đất cho bà hả? Ủa em không liên quan gì tới cái đít luôn á. Mày lấy cái cánh cửa này mà bả mới ra ngoài mới bị mũi cắn vậy. Xin mơ hư cái đít luôn. Ủa sao quý cái đít chứ. Mày tưởng tao không quý cái đít hả? Cưới ra tao nhờ cái đó đó. Anh Tâm quý cái đít gì anh Tâm ụp mặt cái đít mà sống đi. Trời ơi trời con nói chuyện kìa. Con nói chuyện kìa. Ông Tám nữa cho chạy. Mày đừng có nói chuyện bố láo rồi. Bây giờ nói gì mà nói. Không nói bây nhiều nói. Bây giờ đem cánh cửa về. Đem cầu tiêu về cho bà Tám. Cánh cửa thì ngày mai là người ta ông thợ mộc á, ổng đánh bóng, ổng sơn bóng lên trong là em đem về cho. Không mượn đâu. Có cửa tôi xài như vậy rồi. Tôi có không cần bóng làm cái gì. Cái đó là không phải người ta mượn mà cái đó là cái tâm nguyện của em. Em phát tâm em làm từ cái công có cái đức để con cháu sau này nó giàu cho mà thấy. Nói nghe nè, từ thiện này, từ thiện ngu nè. Không. Bà biết cái hiểu cho nó kế vậy không? Nó đem cái cửa mình cụ qua nhà em khỏi đi bầu xong rồi bắt đầu đến lấy tiền công nữa. Mày này, hết kiếm rồi. Này phá không à? Hết kế rồi. Tôi biết tại hết rồi. Thế sao? Giờ nói thiệt luôn, không có giấu nữa. Tại vì em thấy cái bồn cầu bỏ ngoài á là em tưởng đâu bỏ anh chị Tám bỏ là em uổng không trời. Em đem đi bán trời. Đó em đi bán xong á để em lấy cái tiền á là em đắp vô em đưa cho thợ nó đánh bóng cái cửa lại cho anh chị Tám đó em tốt vậy em chị còn nói em nữa tốt chưa sao lúc đó đúng rồi nhà ngoại bà Tám đi mày cái gì mà bỏ con của tôi cái của tôi tháo ra mày muốn lấy mày phải xin tôi chứ mày khơi mày muốn lấy gì lấy à? Em đâu có lấy đâu, ý là em muốn giúp anh chị Tám cho một đá mày cái một đá này á, cái đá này không sao đâu, cái cục đá này đó mày nát cái đầu mày á. Một lần nó không nắm rồi, nhắm tới nhà mình nữa rồi. Chứ tối ngày tới đây kiếm hết chuyện làm mà mới kiếm nữa lấy mọi mấy cái chuyện đó lấy. Trời, ông cậu bậy ơi, ông bậy hết thời cậu bậy ơi. Bà lấy mà cầu cánh cửa anh chi vậy? Cái bà con giáo dạy em hồi xưa mà bà còn sống giờ em chửi bà đầu thai không nổi luôn á. Hồi xưa bà dạy em là phải biết làm chuyện tốt, chuyện thiện rồi giúp đỡ mọi người rồi kia. Em bây giờ em giúp đỡ anh chị, em thấy cái toilet bỏ em đi bán, em lấy cái tiền đó em làm cái cửa lại cho anh chị cũng bị mày làm cái đó, tôi thấy mắc cười lắm rồi. Thì muốn thừa thiện cho ta đi, nhưng đi giữa đứa cho mấy đàn bà đó, mấy người liệt chứa chi đó. Lấy tiền công không xuống hơn à, lấy đồ của người ta. Cái đó mới là thừa thiện đó, đó mới làm việc tốt đó. Người ta không đi được á. Làm không? Tôi giới thiệu cái bà kia, bây giờ nó banh chảnh hết rồi. Thúi hết rồi, bây giờ mình giữ đây một ngày nó cho 1 triệu á. Làm không? Thúi mà thúi chỗ nào mới được. Nó thúi từ khúc này lưng đâu cũng thúi hết á. Coi bây như giờ là... nó cửa cửa chặn cửa chuồng ở đó mày mới có giữ cho nó một ngày 1 triệu. Giữa ta ngày triệu cho cậu bảy làm không? Ờ quận 8 đó. Ghê quá bà. Ghê vậy, bịt khẩu trang là chơi luôn. Thôi, cái bà đó vậy thấy ghê quá, thả như chị Tám thì em lấy thuốc em xích đích cho chị Tám cũng được. Tôi muốn đập lên cái đầu mày á, tôi giới thiệu cho mày coi, mày sao mày không coi, mày cứ suốt ngày nói cho vợ tôi không ngoài hả? Đúng rồi đó. Cái tội này là muốn tội. Hả? Tội này là tội không cái biết. Đó người ta kêu hết cho mày coi luôn á, mày làm có tiền nữa. Ngày 1 triệu rồi. 1 triệu á, bịt khẩu trang lại làm tổ tình đi lấy con ông bà Tám cánh cửa với cầu tiêu chơi vậy. Tôi coi đỏ nằm đâu quận 8 đó, một ngày 1 triệu đó. Bây giờ rửa cái đó em không rửa đâu, thà giờ giúp đỡ gia đình anh chị Tám nè. Anh chị Tám kêu rửa đít Phương Nghệ đi, em rửa khỏi cần tiền luôn. Mày mướn lắm à, cái cục đá này nè. Trời lòng Tám chơi đây, Tám chơi với cái mỏ. Bây giờ không nói chuyện với mày nhiều nữa, mày cứ lòng vòng mày kiếm cái cửa với cái tôi lấy về cho tao nha. Con nói trước rồi nha. Cái
cửa thì ngày mai em đem xuống cái cửa cho. Không biết mày cứ đem tôi có cửa của tôi như sao mày đem trả sao? Cửa sắt cổ bảy sao mà hả khờ dữ hay sao chúng nụi nhân kế mà lấy cô ông tám bà tám mày không chi nghe nghe lời chơi chục nhân sinh mày bị chúng kế rồi. Cái gì mà nụi nhân kế là gì? Nụi nhân kế. Nổi nhân kế hả? Mày chỉ chịu lên sinh lại chúng mày rồi. Lé lé cho một bên đâu, con lấy hai bên đâu mày ngu dữ vậy. Cút mẹ mày kiếm một cầu về cái cửa về trả đâu. Lấy cái bàn cầu lại, lấy cái cửa vậy bà tám đi tôi lấy nha. Một cầu rồi, cái tiền đó em đợi một cầu rồi đó. Không lỗi một cục đá con ném một cái cho mày bẻ đầu luôn á. Tối nay làm đi sao đó. Làm nha, à, đem lại chào bà tám nha. Mày nhớ nha, đem xuống nha. Ôi, cái thằng này hết thời rồi, trời trời. Thôi đi dẫn tám à. Cho mượn lại 50 gì đó. Mà 50 làm gì? Mày còn muốn mượn nữa. Trời ơi trời. Nụi này đúng là tàu lao thiệt chứ. Xuống mà không, xuống ngoài coi chừng. Nó lấy xuống phá, lấy cái này đây kìa. Một con muốn giùm đứt vợ tôi nữa. Mày muốn gì là đập chết bà mày.